Chiều ngày 3 tháng 5, thêm 19 ca mắc, có 10 ca trong nước ở Vĩnh Phúc và Hà Nam. Bản tin chiều ngày 3 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 8 ca, Hà Nam 2 ca. Việt Nam hiện có 2.981 bệnh nhân, thế giới hiện có 153,5 triệu người mắc COVID-19. Số ca mắc ở Việt Nam tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 1.605 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 35 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3 tháng 5, 19 ca mắc mới, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Số ca mắc COVID-19 của thế giới, cả thế giới có 153.557.947 ca mắc, trong đó có 130.910.385 ca đã khỏi bệnh, 3.217.893 ca tử vong và 19.429.669 ca điều trị, trong đó có 111.626 ca diễn biến nặng. Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 92.416 ca, tử vong tăng 2.410 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày, Philippines tăng 7.255 ca, Thái Lan tăng 2.041 ca, Campuchia tăng 841 ca, Lào tăng 33 ca, Singapore tăng 17 ca. Thông tin ca mắc mới, 19 ca mắc mới, bệnh nhân 2.963 đến 2.981. Trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu 1, Kiên Giang 1, Đà Nẵng 2, Khánh Hòa 5 và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 8 ca và Hà Nam 2 ca. Cụ thể ca bệnh 2.963 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bệnh nhân nam 42 tuổi, quốc tịch Ai Cập là chuyên gia. Ngày 1 tháng 5 năm 2021, bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Ca bệnh 2.964 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân nữ 25 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 18 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 2 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên. Ca bệnh 2.965 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Bệnh nhân nam 27 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Ca bệnh 2.966 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Bệnh nhân nam 26 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.965 đến 2.966 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VG3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 2 tháng 5 năm 2021 lần 2, bệnh nhân 2.965 lần 3 của bệnh nhân 2.966 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ca bệnh 2.967 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân nữ 31 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ca bệnh 2.968 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân nữ 26 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 2.969 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân nữ 24 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ca bệnh 2.970 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân nữ 28 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2.971 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân nữ 25 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ngày 24 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.967 đến 2.971 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay Vietjet 2.723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa.
kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 2 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Ca bệnh 2972-2976 ghi nhận tại Vĩnh Phúc. Bệnh nhân 2972-2976 là các bệnh nhân nữ, nhân viên tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hoa Sen ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc, nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9 đến 23 tháng 4 năm 2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 2977 ghi nhận tại Vĩnh Phúc, bệnh nhân nam 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ca bệnh 2978 ghi nhận tại Vĩnh Phúc, bệnh nhân nam 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ca bệnh 2979 ghi nhận tại Vĩnh Phúc, bệnh nhân nam 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân 2977-2979 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, huyện Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 2980-2981 ghi nhận tại Hà Nam. Bệnh nhân 2980 là F1, bệnh nhân 2981 là F1 của bệnh nhân 2941 đều liên quan đến chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 39.870 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 553, cách ly tập trung tại các cơ sở khác 22.046, cách ly tại nhà nơi lưu trú 17.271. Tình hình điều trị theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.549 trên 2.981. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện có 72 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 19 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 19 ca, số ca âm tính lần 3 là 34 ca. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng.